cuộc di tản Dunkirk, kỳ tích sơ tán 300.000 binh lính trong Thế chiến thứ hai. Dunkirk là một thị trấn nhỏ bên bờ biển nước Pháp, nơi diễn ra chiến dịch quân sự quy mô lớn trong Thế chiến thứ hai. Trận Dunkirk diễn ra từ 26 tháng 5 đến ngày 4 tháng 6 năm 1940, là một chiến dịch quân sự đặc biệt, nơi quân đồng minh đã tiến hành sơ tán hàng trăm nghìn binh sĩ khỏi cuộc tấn công của Đức Quốc xã. Cuộc sơ tán này, với sự hỗ trợ của hàng trăm tàu hải quân và dân sự, đã trở thành một kỳ tích lịch sử, được biết đến với cái tên Phép Màu Dunkirk, và nó chính là bước ngoặt quan trọng trong tiến trình giải phóng châu Âu của quân đồng minh. Nếu yêu thích video này, bạn hãy tải ứng dụng Sách Tin Gọn để ủng hộ nhóm nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều. Dunkirk ở đâu? Dunkirk hay còn gọi là Dunkirk theo tiếng Pháp, là một thành phố ở miền Bắc nước Pháp, tọa lạc ngay tại bờ biển Bắc, gần nơi biên giới Pháp tiếp giáp với Bỉ. Từ Dunkirk, chỉ cần đi khoảng 21 dặm qua eo biển Dover, khúc hẹp nhất của eo biển Anh, là có thể đến được nước Anh. Eo biển này nằm ở phía tây nam của Dunkirk. Nhờ vị trí đắc địa này nằm ở ngã ba biên giới của ba quốc gia châu Âu lớn, Dunkirk không chỉ là trung tâm thương mại và du lịch quan trọng trong nhiều thế kỷ, mà còn là địa điểm diễn ra nhiều trận chiến quan trọng trong lịch sử. Trận chiến Dunkirk. Vào ngày 10 tháng 5 năm 1940, thời kỳ được mệnh danh là cuộc chiến tranh kỳ quặc Phoney War đã kết thúc khi Đức Quốc xã bắt đầu một loạt cuộc tấn công bất ngờ vào Hà Lan, Luxembourg và Bỉ. Họ sử dụng chiến thuật Blitzkrieg, có nghĩa là chiến tranh chớp nhoáng trong tiếng Đức, kết hợp sức mạnh không quân hùng mạnh và lực lượng mặt đất linh hoạt, hỗ trợ bởi xe tăng thiết giáp. Cuộc tấn công này diễn ra nhanh chóng và mạnh mẽ, khiến cả ba nước không kịp phản ứng. Luxembourg bị chiếm đóng ngay trong ngày 10 tháng 5, Hà Lan đầu hàng vào ngày 14 tháng 5 và Bỉ bị chiếm đóng vào cuối tháng. Quân Đức tiếp tục cuộc xâm lược của mình vào Pháp, nhưng không phải qua phòng tuyến Maginot, nơi mà quân đồng minh đã chuẩn bị phòng thủ, mà họ băng qua khu vực rừng Ardennes, sau đó di chuyển dọc thung lũng Somme về phía eo biển của Anh. Trong quá trình tiến quân, quân Đức đã cắt đứt hệ thống liên lạc và vận tải giữa các nhóm quân đồng minh ở phía Bắc và phía Nam, khiến hàng trăm nghìn binh sĩ đồng minh bị kẹt trên một khu vực bờ biển Pháp ngày càng bị thu hẹp. Đến ngày 19 tháng 5, tướng John Wirt, chỉ huy của lực lượng Viễn chinh Anh BEF, đã bắt đầu xem xét kế hoạch sơ tán lực lượng của mình qua đường biển để tránh bị quân Đức quốc xã bao vây và tiêu diệt. Winston Churchill. Trong bối cảnh xảy ra những biến động lớn trên chiến trường, ở London, Thủ tướng Anh Neville Chamberlain buộc phải từ chức vào ngày 13 tháng 5 do áp lực từ các sự kiện đang diễn ra. Ông đã nhường vị trí cho một chính phủ liên minh mới dưới sự lãnh đạo của Winston Churchill nhằm đối phó với thời kỳ khó khăn của chiến tranh. Ban đầu, các chỉ huy quân sự Anh không ủng hộ ý tưởng sơ tán và quân Pháp cũng muốn tiếp tục cố thủ. Tuy nhiên, khi lực lượng viện chinh Anh BEF và các đồng minh bị đẩy lùi về cảng Dunkirk của Pháp, nằm ở bờ biển Bắc và chỉ cách biên giới Bỉ khoảng 10 km, Churchill đã nhanh chóng nhận ra rằng sơ tán qua biển là lựa chọn duy nhất để cứu lấy quân đội. Adolf Hitler. Trong quá trình lên kế hoạch cho chiến dịch sơ tán đầy rủi ro tại Dunkirk, quân đồng minh đã bất ngờ nhận được sự giúp đỡ từ Adolf Hitler. Vào ngày 24 tháng 5, Hitler đã ra lệnh tạm dừng bước tiến của các sư đoàn xe tăng Đức đang trên đường tấn công vào Dunkirk. Quyết định này của Hitler có thể xuất phát từ sự lo ngại của các tướng lĩnh Đức về khả năng quân đồng minh phản công như đã xảy ra trong trận đánh ngày 21 tháng 5 ở phía nam Arras. Ngoài ra, Hermann Göring, chỉ huy không quân Đức, đã quả quyết rằng lực lượng không quân của ông có thể ngăn chặn bất kỳ nỗ lực sơ tán nào từ Dunkirk. Tuy nhiên, Hitler sau đó lại cho phép các xe tăng tiếp tục hoạt động vào ngày 26 tháng 5. Đến lúc này, quân đồng minh đã có thêm thời gian quý báu để chuẩn bị cho việc sơ tán. Chiến dịch Dynamo. Tối ngày 26 tháng 5 năm 1940, người Anh đã khởi động chiến dịch Dynamo để sơ tán quân từ Dunkirk. Chiến dịch này được chỉ đạo bởi Phó Đô đốc Bertram Ramsay. Ông và nhóm của mình làm việc trong một căn phòng ẩn sâu trong vách đá ở Dover, nơi trước đây từng chứa một máy phát điện. Tên của chiến dịch Dynamo được lấy cảm hứng từ chiếc máy phát điện này. Trong suốt quá trình sơ tán, các cuộc tấn công không ngừng của không quân Đức Luftwaffe vào cảng Dunkirk đã gây khó khăn cho việc sơ tán. Mặc dù lực lượng không quân Hoàng gia Anh RAF
đã cố gắng bảo vệ những binh lính trên mặt đất bằng cách đánh chặn máy bay Đức tiếp cận khu vực sơ tán, nhưng họ đã mất nhiều máy bay trong nỗ lực này. Sơ tán Dunkirk. Chiến dịch Dynamo là một nỗ lực lớn để sơ tán quân đồng minh khỏi Dunkirk trong Thế chiến thứ hai. Trong ngày đầu tiên của chiến dịch, chỉ có 7.500 người được sơ tán, nhưng con số này đã tăng lên khoảng 10.000 người vào thứ Hai, ngày 28 tháng 5. Dunkirk có bãi biển nông, khiến các tàu lớn của Hải quân Hoàng gia Anh không thể tiếp cận. Do đó, quân đồng minh đã yêu cầu sự hỗ trợ từ các tàu nhỏ hơn. Khoảng 800 cho đến 1.200 tàu nhỏ, bao gồm cả thuyền giải trí và thuyền đánh cá, đã tham gia vào việc chở quân từ bờ biển và đưa đến các tàu lớn ngoài khơi. Một số tàu nhỏ này do Hải quân Anh điều khiển, trong khi những chiếc khác do chính chủ sở hữu và thủy thủ đoàn dân sự lái. Nhóm tàu nhỏ đầu tiên, sau đó được gọi là những con tàu nhỏ, Little Ships, đã đến bãi biển Dunkirk vào sáng 28 tháng 5, giúp đẩy nhanh quá trình sơ tán. Ban đầu, Thủ tướng Churchill và Bộ Chỉ huy Anh dự đoán chỉ có thể cứu được khoảng 45.000 người, nhưng chiến dịch Dynamo đã thành công ngoài mong đợi. Vào ngày 29 tháng 5, hơn 47.000 binh sĩ Anh đã được sơ tán, và con số này tăng lên hơn 53.000 người, bao gồm cả quân Pháp, vào ngày 30 tháng 5. Cuối cùng, khi chiến dịch kết thúc, khoảng 198.000 binh sĩ Anh và 140.000 binh sĩ Pháp, tổng cộng khoảng 338.000 người đã được sơ tán từ Dunkirk. Tuy nhiên, 90.000 quân đồng minh khác cùng với phần lớn vũ khí và xe tăng của họ đã bị bỏ lại khi quân Đức chiếm đóng Dunkirk vào sáng ngày 4 tháng 6. Vụ thảm sát Le Paradis. Vào ngày 27 tháng 5 năm 1940, 99 binh sĩ từ Trung đoàn Hoàng gia Norfolk của Anh đã cố thủ chống lại một đại đội quân Đức cho đến khi họ hết đạn. Sau đó thì họ rút lui đến một trang trại gần làng Paradis, cách Dunkirk khoảng 50 dặm. Quyết định đầu hàng, binh sĩ Anh bước ra khỏi trang trại với cờ trắng được làm từ lưỡi lê. Tuy nhiên, họ bất ngờ bị quân Đức tấn công bằng súng máy. Khi thử đầu hàng lần nữa, họ bị một sĩ quan Đức biết tiếng Anh ra lệnh đi đến một bãi đất trống, nơi họ bị tước bỏ mọi vật dụng, từ mặt nạ phòng độc đến thuốc lá. Sau đó, họ bị đưa xuống một cái hố, nơi súng máy đã được đặt ở những vị trí cố định. Tại đây, đại úy Fritz Nordlein của Đức đã ra lệnh bắn. Nhiều binh sĩ Anh đã chết trong vụ thảm sát này và những người sống sót sau đó bị đâm chết bằng lưỡi lê hoặc bị bắn bằng súng lục. Trong số 99 thành viên của trung đoàn, chỉ có hai người cuối cùng sống sót là Albert Pulley và William O'Callaghan. Họ giả chết cho đến tối, sau đó lẻn đến một trang trại trong cơn mưa lớn để được chữa trị vết thương. Cuối cùng thì họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đầu hàng và trở thành tù binh của quân Đức. Pulley bị thương nặng và được trả về nước Anh vào tháng 4 năm 1943 để đổi lấy một số lính Đức bị thương. Khi Pulley trở về, không có mấy người tin vào câu chuyện kinh khủng của ông. Chỉ đến khi O'Callaghan trở về và xác nhận câu chuyện, một cuộc điều tra chính thức mới được tiến hành. Sau chiến tranh, Tòa án quân sự Anh ở Hamburg đã kết án đại úy Nordlein phạm tội ác chiến tranh và ông đã bị hành quyết. Tác động của Dunkirk. Cuộc tấn công chớp nhoáng của Đức vào Pháp năm 1940 ban đầu đã thành công khi Pháp kêu gọi cuộc đình chiến vào giữa tháng 6. Tuy nhiên, việc Anh sơ tán thành công phần lớn quân đội của mình khỏi Dunkirk đã giúp vực dậy tinh thần của phe đồng minh. Quân Đức hy vọng rằng thất bại tại Dunkirk sẽ buộc Anh phải đàm phán hòa bình và rút lui khỏi cuộc xung đột. Nhưng ngược lại, sự kiện này, thường được gọi là phép màu ở Dunkirk, đã trở thành một biểu tượng của niềm tự hào và sự kiên trì của người Anh. Nó đã trở thành nguồn cảm hứng cho họ trong suốt thời kỳ chiến tranh. Trong bài phát biểu của mình vào ngày 4 tháng 6 năm 1940, Thủ tướng Churchill cảnh báo mọi người không nên coi việc sơ tán là một chiến thắng. Tuy nhiên, ông cũng tuyên bố rằng Anh sẽ không chùn bước khai thất bại. Churchill khẳng định nước Anh sẽ đi đến cùng, chiến đấu ở Pháp, trên biển, trên không và bảo vệ đảo quốc của mình bằng mọi giá. Tuyên bố này đã trở thành một thông điệp quan trọng, thúc đẩy tinh thần chiến đấu của người Anh trong 5 năm chiến tranh gian khổ tiếp theo. Hậu quả của Dunkirk. Cuộc sơ tán tại Dunkirk đã giúp nhiều binh sĩ Anh thoát khỏi sự bao vây của quân Đức. Tuy nhiên, hàng ngàn binh sĩ Pháp không may mắn như vậy. Họ đã bị bỏ lại, sau đó trở thành tù binh của Đức. Ngoài ra, một lượng lớn vũ khí và trang bị quân sự của đồng minh cũng bị bỏ lại tại bờ biển Dunkirk, bao gồm đạn dược, súng máy, xe tăng, xe máy, xe jeep và pháo phòng không. Sau khi Dunkirk rơi vào tay của quân Đức,
lực lượng quân sự chính ở Tây Âu đã không còn khả năng phòng thủ và quân Đức tiếp tục tiến quân chiếm đóng phần lớn nước Pháp. Paris, thủ đô của Pháp, đã thất thủ vào ngày 14 tháng 6. Sau đó vào ngày 22 tháng 6, Henri Pétain, một nhà lãnh đạo Pháp, đã ký một hiệp định đình chiến với Đức Quốc xã tại Compiègne. Theo hiệp định này, Đức chiếm đóng một nửa lãnh thổ Pháp và để nửa còn lại dưới sự quản lý của chính phủ Pháp bù nhìn. Tình hình chỉ bắt đầu thay đổi vào ngày 6 tháng 6 năm 1944, khi quân đồng minh tiến hành cuộc đổ bộ Normandy. Đây là bước khởi đầu quan trọng cho quá trình giải phóng Tây Âu khỏi sự thống trị của Đức Quốc xã. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé!